Tất cả bạn em giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy xay giò hai lớp bao đá. Với mẫu máy xay giò hai lớp bao đá này thì một mẻ các bạn có thể bỏ từ 3 5 cân một mẻ. Thì kích thước nó nồi là 30 phân này. Chiều sâu đáy nồi nó là 25 phân này. 24 phân này. Đấy. Dao này là dao dao thép nhá, dao thép hai lưỡi nhá. Có thể rút được dao rồi này, ta vặn ốc ra rút dao rồi nhá. Đấy. Và máy này là chân khung inox banh tư hết này, inox banh tư hết này, có thể nghiêng được nồi này, đây vặn là tay cầm để nghiêng nồi này, tay nghiêng nồi đổ thịt này, đây là bao đá này, đây là lớp bao đá này, đấy, bỏ đá ở đây này, đây làm lạnh đá này, đấy, đấy, nồi, úp nồi, motor là dùng bên mình là dùng motor tốc độ 1.400 vòng trên phút này, công suất là 3 kg này, điện 220V này. Một pha này để cắm điện gia đình này. Đấy. Máy chạy rất là êm nhá. Đấy. Đấy. Tất cả là inox banh từ hết nhá, từ chân đến nồi nhá. Đấy. Các bạn mua máy xay giò liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904421, 146 Nguyễn Trãi, website sửa máy Thanh Hóa .com, địa chỉ cơ sở nữa là 795 Phong Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa nhé. Zalo này, hôm nay có dùng Zalo này, các bạn có thể ép Zalo nhé, cơ sở Hải Nam, máy xay giò, đấy, rất nhiều là máy thực phẩm nhá, chế biến thực phẩm nhá. Đây, cảm ơn các bạn, máy xay giò.